Tôi muốn làm dân một nước tự do hơn là làm vua một nước nô lệ. Trước đó gần một thế kỷ, hai từ độc lập là điều cấm kỵ được nhắc tới. Nhưng kể từ giờ phút đó, đất nước Việt Nam đã thật sự được độc lập với đầy đủ ý nghĩa của từ này. Đó là điều mà tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng. Nguyễn Vĩnh Thụy, tức Bảo Đại, được sinh ra bởi đức từ cung Thái hậu Hoàng Thị Cúc. Cuộc đời ông luẩn quẩn với con số 13. Bảo Đại sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913. Ông lên ngôi năm 13 tuổi, với tư cách là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, vua ngự trên ngai vàng 13 năm, và có cả thảy 13 người con. Sau 10 năm đào tạo ở mẫu quốc, Bảo Đại cùng triều quan xuống tàu D'Artagnan về nước. Ngày 11 tháng 9 năm 1926, Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại, đăng quang. Trong con mắt người Pháp, Bảo Đại hào hoa lịch lãm và danh hiệu. Ông săn bắn giỏi, lái xe cừ, điều khiển cả máy bay, khiêu vũ, đánh gôn, chơi quần vợt, cái gì cũng tuyệt. Chỉ có điều ông không biết làm vua. Suốt cuộc đời, hoàng đế nước Nam cứ quẩn quanh, thậm chí là dùng đủ mưu mẹo chỉ để thỏa mãn những thú vui vật chất, từ chiếc xe hơi, máy bay cho đến khẩu súng săn hay cuốn album bìa ra. Bảo Đại được xem là vị vua hướng ngoại nhất, từ phong cách cho tới quan điểm sống đều bị Âu hóa. Ông chính là người cho bỏ một số tập tục của các tiên vương, như thần dân không phải quỳ lạy mà có thể ngước nhìn long nhan nhà vua, hay mỗi khi vào chầu, các quan Tây không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua. Các quan ta cũng không phải quỳ lạy. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, Bảo Đại kết hôn với con gái một điền chủ Nam Kỳ mang quốc tịch Pháp và theo đạo Thiên Chúa. Cô gái có tên là Mariette James Nguyễn Thị Hào, tức Nguyễn Hiếu Thị Lan, hiệu là Nam Phương Hoàng Hậu. Đó là cuộc hôn nhân do người Pháp sắp đặt. Nó càng khép chặt vòng cương tỏa mà người Pháp muốn siết chặt lấy Bảo Đại. Chính ông từng thú nhận, người Pháp lúc nào cũng muốn tôi ngồi yên một chỗ, không cho thân mật với dân. Nên trong 20 năm trời làm vua, tôi ra Bắc một lần, vào Nam Kỳ một lần, cũng là lướt qua, không thấy rõ ràng một điều gì. Xung quanh tôi họ đặt toàn mật thám. Tôi rất buồn, biết mình không thể làm chi có ích cho đất nước. Từ vua nước Nam, Bảo Đại giờ đây trở thành công dân Vĩnh Thụy. Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho chính phủ lâm thời mới thành lập. Song Bảo Đại đã khước từ những cơ hội mà người đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tạo ra cho ông. Khước từ cơ hội đi chung đường với cả dân tộc. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, quốc trưởng Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm phế truất. Một năm sau, ông sang Pháp sống lưu vong, để quên đi sự tàn lụi của một triều đại và quãng đời hoạt động chính trị đầy biến cố, đắng cay. Bảo Đại về sống ở Cannes, rồi sau đó ra mình tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp. Không còn tiền tài trợ của chính phủ Pháp, Bảo Đại phải bán dần tài sản của mình để sinh sống. Năm 1963, Nam Phương Hoàng hậu qua đời ở Chaprinac trong hiu quạnh. Cuối đời, cựu hoàng Bảo Đại sống trong đơn côi, không kẻ hầu người hạ và thầm lặng. Ông qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Van der Graaf ở tuổi 84.